À, Lộc Nguyễn xin mến chào tất cả quý anh chị và cô chú ạ. À, hiện tại thì Lộc Nguyễn đang trong một cái khu dân cư rất là đông đúc luôn nhau quý anh chị. Trong khu dân cư này á là nó chỉ cách ngay bến xe buýt Hưng Long á chỉ tầm khoảng 600 mét thôi, và trong vòng bán kính 500 mét đổ lại thì không thiếu một thứ gì hết. Có công viên nè, có điện máy xanh nè, có bách hóa xanh, có trường học cao cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đó, đầy đủ cho quý anh chị để cho con cái, con em chúng ta có thể là học hành. Và quý anh chị nào mà làm việc ở các quận trung tâm như là quận 8, quận 7, quận 4, quận nhất thì chúng ta đi xuống cái vị trí căn nhà này chỉ tầm khoảng 30 phút thôi. Đi theo trục đường quốc lộ 50. Đó, tầm khoảng là 10 km nha quý anh chị. Hoặc là quý anh chị cũng có thể đi tuyến xe buýt số 47 và tuyến xe buýt số 9. Quý anh chị sẽ đi lên bến xe buýt Chợ Lớn hoặc là bến xe buýt quận 8 ha, cũng khá là gần và rất là thích hợp để cho quý anh chị chọn căn nhà này để làm một cái nơi an cư lập nghiệp ha quý anh chị. Rồi, cái căn nhà này á là một cái mẫu nhà rất là mới luôn quý anh chị, và đã được chị chủ decor setup rất là đẹp luôn ha. Nhà chúng ta có diện tích á là ngang 4, sâu vào là 9 mét. Đó, thì khi mà quý anh chị bước vào bên trong nhà thì cái sàn nhà của chúng ta nó sẽ cao hơn phía mặt đường nè. Rồi anh chị chủ cũng làm một cái khu vực để chúng ta dẫn xe luôn. Đó, tường ốp gạch lên tới trần ha quý anh chị. Và cửa là cửa bốn cánh, được sơn với cái tông màu là tông màu trắng ha. Nhà đất Lộc Nguyễn là chuyên review nhà thật giá thật, nên quý anh chị và cô chú an tâm khi đi xem nhà với Lộc Nguyễn. Tất cả các sản phẩm đều là sản phẩm chính chủ và là giá thật giá đủ nha quý anh chị, sẽ không làm mất thời gian của tất cả quý anh chị và cô chú đã dành thời gian quý báu đi xuống xem nhà với Lộc Nguyễn ha. Đây ạ, à, bên tay phải đã được anh chị chủ set up một cái bộ ghế sofa với cái tông màu nâu nè, rất là hợp với cái kiểu nhà chúng ta luôn. Thì trên tường cũng được anh chị chủ dán những cái giấy dán tường bằng lụa quý anh chị. Đó, phong cảnh thiên nhiên rất là đẹp ha. Trên trần nè, trần là trần là dược cấp, xung quanh có hệ thống đèn led rất là nhiều, có một cái hệ thống đèn chùm ở chính giữa rất là long lanh lóng lánh luôn ha quý anh chị, nhìn là rất là đẹp. Và đặc biệt căn nhà này á Lộc thấy rất là sạch sẽ ạ. Tường ốp gạch lên tầm khoảng 1m4 cho quý anh chị nè, nên nhà mà có con nít á chúng ta không có sợ bị vẽ bậy lên tường ha. Rồi, khu vực ở bức tường này á nó sẽ ngăn cách giữa khu vực bếp và khu vực phía trước phòng khách. Thì quý anh chị có thể là trưng bày những vật phẩm và lưu niệm ở những cái khoảng không gian này ha. Mẫu nhà này rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Và với phân khúc á chỉ có vài trăm thôi, thì quý anh chị hãy tận dụng cái thời điểm này để chúng ta đi xuống tham quan thực tế và sở hữu cho gia đình mình ha. Một căn nhà rất là đẹp, thích hợp cho hai vợ chồng, hai đứa con chúng ta ở ha. Rồi, mời quý anh chị đi vào bên trong khu vực phòng vệ sinh ạ. Phòng vệ sinh phía trên có một cái ô để cho quý anh chị lấy gió lấy sáng nè. Rồi những cái thiết bị cơ bản cho một cái căn phòng vệ sinh như là bồn cầu, lavabo, vòi sen, và thậm chí là chủ nhà đã lắp sẵn cho quý anh chị một cái kính luôn rồi. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi xuống khu vực bếp ạ. Khu vực bếp thì chủ nhà làm cho mình á là tủ bếp trên nè quý anh chị. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới ha. Đó. Và rất là nhiều tủ để chúng ta để đồ thoải mái luôn. Đây. Đó, để đồ thoải mái ha quý anh chị. Và nguồn nước ở đây chúng ta sử dụng á là nước sạch, nước Hà Lan. Nên quý anh chị an tâm, trên tường cũng được chủ nhà ốp gạch rất là kỹ lưỡng nè. Nên quý anh chị không có sợ bị văng dầu mỡ khi mà chúng ta nấu ăn á, cũng dễ lau chùi hơn nha. Cái khoảng không gian này á thì chúng ta để được một cái bộ ghế bàn ăn, tầm khoảng 4 ghế cho gia đình mình. Thì rất là hợp lý nha quý anh chị. Tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị đi lên trên lầu để tham quan căn phòng ngủ nha. Nhớ đăng ký kênh để luôn là người nhận được những cái video nhà và đất mới nhất Lộc Nguyễn đi quay mỗi ngày để cho quý anh chị cập nhật thêm nha. Rồi, bây giờ Lộc Nguyễn sẽ bước lên trên lầu cho quý anh chị tham quan cái căn phòng ngủ ha. Các bậc thang khi mà Lộc Nguyễn bước lên đó quý anh chị, nó đều ốp lát những cái đá hoa cương hết rồi nè. Nên quý anh chị đi nó sẽ rất là mát chân, cũng như đi nó thoải mái ha quý anh chị. Trên lầu bậc thang á, có một cái đèn, đó có những cái bức tranh chiếu vào, nhìn rất là đẹp. Thứ nhất là chúng ta có thể là lấy sáng, thứ hai là chiếu vào bức tranh á, nhìn rất là đẹp ha quý anh chị. Tay vịn được thiết kế bằng chất liệu là gỗ công xe ha. Rồi, ở trên lầu 1 á thì nó sẽ có hai phòng ngủ nha quý anh chị. Có hai phòng ngủ ạ. À, đây ạ. À, ở phía ngoài có một cái ô cửa sổ nè. Đó, rồi một cái phòng ngủ nè. Đó. Phòng ngủ này thì nó cũng khá là rộng nha. Phòng ngủ này thì nó rộng khoảng 10 mét vuông. Đó, đủ để cho chúng ta để một cái giường ngủ hay là một cái nệm, tủ đựng quần áo, cũng như là một cái bàn trang điểm cho gia đình chúng ta ha quý anh chị.
Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển đến cái khoảng không gian phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh á thì rất là rộng rãi và thoải mái. Tường ốp gạch lên tầm khoảng 1,7 m cho quý anh chị nè. Đó nên rất là sạch sẽ và những cái thiết bị cơ bản bồn cầu hồi sen. Kính của chúng ta được làm bằng chất liệu là cửa kính nhôm sapphire. Kính này là kính mờ không quý anh chị. Tiếp đến là căn phòng cuối cùng. Căn phòng này sẽ hướng ra phía ban công. Mỗi cái cánh cửa phòng của chúng ta được làm bằng chất liệu là gỗ căm xe nha quý anh chị. Cách âm rất là tốt nha. Đây. Phòng cũng bật đèn lên ha, cho sáng nè. Căn phòng này thì nó cũng tương tự giống như căn phòng ngoài bên kia ha. Ở đây có một cái công tắc để chúng ta đèn ngoài và nó có ô cửa sổ cũng như là một cái ô cửa chính hướng ra phía ban công. Đây, một cái ban công với chiều ngang là 4 mét ha. Cái khu vực này để chúng ta để những cái chậu hoa ở trên đây nè, hoặc là chúng ta có thể là tận dụng để phơi đồ không quý anh chị. Từ cái vị trí này quý anh chị nhìn ra cái đường mặt tiền đường tập đoàn 2 á, chỉ tầm khoảng 20 mét thôi đó, rất là gần luôn quý anh chị. Xung quanh thì nhà cửa san sát nhau rồi nên quý anh chị về đây ở á, sẽ rất là vui ha, và cũng rất là thuận tiện để cho chúng ta đi lên các quận trung tâm để làm việc, rất là gần nha quý anh chị. Và đặc biệt ngôi nhà này á, đã làm mái che ra cho quý anh chị luôn nè, đó mái che trên dưới luôn. Thế nên căn nhà này chúng ta chỉ cần xách vali vào và ở thôi, không có cần làm gì thêm ha. Đây là Nguyễn Ly ở phía ngoài cho quý anh chị xem, khu dân cư rất là đông đúc. Rồi tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị và cô bác chúng ta sẽ cùng đi xuống khu vực tầng trệt. Lộc Nguyễn sẽ thống kê chi tiết lại một lần nữa và sẽ báo giá đầy đủ cho quý anh chị căn nhà này với mức giá là bao nhiêu nhé. Vừa rồi thì anh chị và cô bác cũng đã tham quan qua hết từng góc ngách của nhà của chúng ta rồi. Nhà chúng ta thì vị trí nó nằm cách bến xe buýt Hưng Long chỉ tầm khoảng 600 mét thôi. Diện tích là ngang 4, dài 9, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh. Nhà chúng ta thì là đất ở tại đô thị nha quý anh chị. Và mức giá đủ hiện tại chủ đang gửi cho Lộc Nguyễn review là mức giá 880 triệu. Giá này không phát sinh nha quý anh chị. Một cái vị trí rất là đắc địa và cái giá cũng là giá hời luôn nha. Nên quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn để chúng ta xuống tham quan thực tế. Cuối video Lộc Nguyễn mến chúc cho tất cả quý anh chị và cô bác thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và sớm sở hữu cho mình những căn nhà đẹp, căn nhà giá rẻ bên nhà đất Lộc Nguyễn nha quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.